gần 3.000 công nhân Poyen bị cho nghỉ việc. Sáng 20 tháng 6, công ty Poyen Việt Nam, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thông báo phương án cắt giảm gần 3.000 lao động, đồng thời chi trả trợ cấp 1 tháng lương cho mỗi năm làm việc. Trao đổi với ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết công ty trách nhiệm hữu hạn Poyen Việt Nam đã thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với 2.786 công nhân. Hiện tại, cơ quan này đang làm việc với doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Trong báo cáo kế hoạch gửi Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân ngày 18 tháng 6, Poyen cho biết những công nhân này không cần đến công ty nhưng vẫn được hưởng nguyên lương cho đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. Tiền phép năm, nếu có, và tiền lương những ngày còn lại trong tháng chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được thanh toán trong vòng 7 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Poyen Việt Nam là một trong những doanh nghiệp có quy mô lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng nhân sự hơn 60.000 người, chuyên gia công giày thể thao xuất khẩu. Trước đó, ông Cù Phát Nghiệp, chủ tịch công đoàn Poyen Việt Nam chia sẻ dự kiến cắt giảm khoảng 6.000 người, theo lộ trình 3 tháng, từ tháng 6 đến tháng 8, để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, sau quá trình tính toán và sắp xếp lại, số lượng nhân sự bị buộc thôi việc giảm đi. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lượng đơn hàng của Poyen liên tục giảm mạnh. Từ tháng 2, doanh nghiệp cho biết đã thực hiện nhiều biện pháp như điều chỉnh sản xuất, sắp xếp ca làm việc luân phiên để cố gắng duy trì hoạt động và công ăn việc làm cho công nhân. Tuy vậy, tình hình đơn hàng trong nửa cuối năm chưa khả quan, công ty buộc phải cắt giảm lao động. Về quyền lợi của người lao động, công ty sẽ chi trả trợ cấp cho toàn bộ thời gian làm việc tại công ty, với một tháng lương cho mỗi năm làm việc, kể cả thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2009 đến nay. Trường hợp thời gian làm việc lẻ trên 6 tháng được tính tròn 1 năm, dưới 6 tháng tính là nửa năm, đồng thời, doanh nghiệp cũng hỗ trợ người lao động thực hiện các thủ tục đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong tương lai, Poyen sẽ ưu tiên tiếp nhận những lao động này khi có nhu cầu tuyển dụng. Qua số liệu khảo sát của Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh, 29,52% lao động trên địa bàn mất việc làm trong quý 1/2020. Lao động trong tháng 4 tiếp tục giảm khoảng 36,62%, đưa tỷ lệ lao động bình quân 4 tháng đầu năm còn 67,14% so với cùng kỳ. Trong các ngành công nghiệp, da giày và dệt may đối mặt với mức cắt giảm lao động cao nhất, lần lượt là 61,92% và 42,6%.